Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Khung ảnh như chị em của mẹ con nhà Trương Ngọc Ánh. Mới đây trên trang cá nhân, Trương Ngọc Ánh chia sẻ khung ảnh bên con gái hot girl. Theo đó, cả hai mẹ con diện đò đôi với áo bà ba trắng cùng kiểu tóc búi rẽ ngôi giữa cây hoa đỏ. Đăng tải bức ảnh của hai mẹ con lên trang cá nhân, nội diễn viên Hương Ga viết, nhà cháu chuẩn bị xuân. Không chỉ ở khoảng trang phục, tóc tai, mà ngay cả về mắt up, cả hai mẹ con vẫn rất đồng điệu khi cùng chọn lay âu đỏ hồng, khoe diện mạo xinh đẹp, trẻ trung và tươi tắn. Chứng kiến khung cảnh này, dân tình phải xuyết xoa liên tục trước nhan sắc của Trương Ngọc Ánh. Dù đã ở tuổi 45 và từng trải qua một lần sinh nở, thế nhưng nhan sắc của người mẫu vẫn rất đáng ngưỡng mộ. Trong bộ áo bà ba cùng kiểu tóc búi, người đẹp họ Trương nhận được không ít lời khen. Chắc chắn những người ở cùng độ tuổi cũng phải ao ước xuyết xoa ngưỡng mộ trước nhan sắc này. Trong khi đó, nét đẹp của bé Bảo Tiên cũng khiến dân tình phải ngỡ ngàng. Mặc dù chỉ mới lên 13 tuổi, Thế nhưng con gái của Trần Bảo Sơn đã ra dáng thiếu nữ. Cô bé sở hữu khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét được thừa hưởng từ cả bố lẫn mẹ. Nhóc tiền này mang gương mặt khả ái với đôi mắt hai mí sâu, sống mũi cao vút cùng khuôn miệng cười đầy duyên dáng. Trong khung ảnh cùng với mẹ ruột, Bảo Tiên tự tin tạo dáng chứ không hề cho thấy chút ngại ngùng nào. Dân tình phải rần rần suýt xoa, so, không hậu danh là con nhà nòi một số bình luận của cư dân mạng dễ thương quá nhìn cứ như hai chị em có con gái lớn thích quá chị hai mẹ con cùng nhau làm điệu luôn mặc đầu làm tóc giống nhau nữa nhìn như hai chị em hai mẹ con xinh quá đẹp không tì vết luôn bé bảo tiên sau này lớn chắc làm hoa hậu rồi ngày càng đẹp Bảo Tiên luôn là một trong những con sao Việt nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng trong thời gian qua bởi vẻ đẹp yêu kiều nhã nhặn. Ở độ tuổi dày thì, cô bé này đã sớm lộ nhiều nét đẹp nổi bật với chiều cao lý tưởng 1m62. Với diện màu ấn tượng như thế, cô bé được khán giả kỳ vọng sẽ sớm xuất hiện ở những cuộc thi nhan sắc. Trước đây, trong lần Bảo Tiên khoe hình ảnh diện áo tắm, nhiều người cho rằng cô bé cũng có khả năng trở thành siêu mẫu tương lai với đôi chân dài bạc tỷ. Ngoài ngoại hình xinh đẹp, Bảo Tiên cũng gây ấn tượng bởi phong cách thời trang ấn tượng. Cô bé luôn biết cách làm điệu cho bản thân, ăn mặc thời trang xanh điệu với giày cùng túi sách hàng hiệu. Được biết hiện tại Bảo Tiên đang học tại một trường quốc tế, dù bố mẹ mỗi người mọc nơi đã lâu. Thế nhưng cô bé này luôn được sống trong sự yêu thương, chở che đầy đủ từ hai vị phụ huynh. Có con gái xinh đẹp, tài giỏi như thế, Trần Bảo Sơn lẫn Trương Ngọc Ánh rất tự hào. Trên trang cá nhân, cả hai ngôi sao này thường xuyên chia sẻ hình ảnh của ái nữ. Bảo Tiên luôn có những chuyến du lịch hay cùng bố mẹ xuất hiện trong các hoạt động giải trí. Bởi là con gái của hai diễn viên nổi tiếng lại sở hữu nhan sắc xinh đẹp từ sớm, nên Bảo Tiên nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân mạng. Trong tương lai, chắc chắn cô bé sẽ là một nhân tố đáng gồm khi gia nhập showbiz. Còn bạn bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn phía dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên cập nhật những tin tức mới về chuyện sao Việt tại kênh tin mới nhất của mình nha. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.